cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Khi đề cập về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga trong trường hợp phương Tây gửi binh sĩ đến Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã từng nói, trong trường hợp đó, vấn đề không phải là về khả năng xảy ra mà là về tính không thể tránh khỏi. Đó là cách chúng tôi đánh giá, người phát ngôn điện kremlin cho rằng các nước nato cũng nên đánh giá và nhận thức được hậu quả của những hành động như vậy họ nên tự hỏi rằng liệu điều này có phù hợp với lợi ích của họ hay không và quan trọng nhất là với lợi ích của công dân nước họ hay không mới đây nhất viết trên telegram phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev nhấn mạnh việc phương tây gửi binh sĩ đến lãnh thổ ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và chúng tôi sẽ phải đáp trả và thật không may không phải chỉ trên lãnh thổ Ukraine sẽ có một thảm kịch toàn cầu. Và trên thực tế, trước việc các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây, cũng như các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lực lượng đặc biệt của phương Tây xuất hiện trên chiến trường Ukraine, Nga không hề nhẹ tay trong quá trình tấn công. Ông Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, Áo vừa qua đã tiết lộ rằng sau khi nắm được tung tích của các nhóm quân sự của mỹ và phương tây trên lãnh thổ ukraine quân đội nga đã khóa thành công mục tiêu rồi tiến hành đòn tấn công chính xác được biết vào thời điểm đó các thành viên của nhóm quân sự từ nhiều quốc gia đang tập trung tại một căn hầm chỉ huy ở trung tâm huấn luyện javrov để thảo luận về cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào nga khi các nhóm quân sự của phương tây vừa tập kết xong cuộc tấn công tên lửa của nga ập đến tên lửa nga tấn công hầm trú ẩn từ trên cao xuyên qua nóc hầm và phát nổ. Theo thông tin, một lượng lớn binh sĩ Mỹ đã có mặt tại hiện trường khi hầm trú ẩn bị phá hủy. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Mỹ thương vong do cuộc tấn công của Nga, cũng như không biết quân nhân của nước nào cũng bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều từ phía Moscow rất khó có thể kiểm chứng. Hồi đầu tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky cho biết binh sĩ NATO đã hiện diện ở Ukraine, nhưng không nêu cụ thể là từ những nước thành viên nào. Ông nói, binh sĩ từ các quốc gia NATO đã có mặt ở Ukraine. Tôi muốn cảm ơn đại diện của các quốc gia đang chấp nhận rủi ro này. Họ biết họ là ai. Thời điểm đó, ông Sikorsky không nêu rõ mình đang nhắc đến những quốc gia nào. Bình luận về phát biểu của ông Sikorsky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với tờ Izvestia rằng NATO không còn lý do gì để phủ nhận điều đó nữa. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington, một đoạn video được công bố cho thấy Nga đã tiến công ở dịa làng Sokin thuộc phía tây bắc Adipka. Từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phần lớn các cuộc giao tranh dữ dội nhất tập trung dọc tiền tuyến phía đông, trong đó có Donetsk. Nga đã kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc khu vực này vào tháng 5 năm 2023 và sau đó giành thêm một thành phố khác trong khu vực nơi được coi là pháo đài phòng thủ của Ukraine, Adipka vào tháng 2 năm 2024, sau nhiều tháng đụng độ ác liệt. Kể từ đó, Moscow liên tục giành được thành quả. Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 12 tháng 6 cho biết, trong 24 giờ qua, đối phương tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến. Tổng cộng 108 cuộc đụng độ đã diễn ra. Giao tranh tiếp diễn gần một số khu định cư. Tình hình nóng nhất là mặt trận Pokrovsky, Adipka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversk, Kramatovsk, Kurakhovsky, Vremovsky. Tình hình Pokrovsky vẫn nóng nhất, đối phương không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào đội hình chiến đấu của Ukraine. Tình hình ngày càng căng thẳng, đụng độ vẫn tiếp diễn, Moscow đang bị tổn thất. Trên khu vực Orekhov và Dnieper, tình hình vẫn không có thay đổi đáng kể. Tổng cộng kể từ đầu ngày, Nga đã 5 lần cố gắng đánh bật quân phòng thủ Ukraine khỏi vị trí của họ ở các khu vực Malaya, Tokmaka và Krynok. Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh không có tổn thất về vị trí và lãnh thổ. Ở các mặt trận khác, tình hình không có thay đổi đáng kể nào. Ở một diễn biến khác, chính phủ Séc cho biết Nga đang vượt trội so với phương Tây trong việc đảm bảo nguồn cung đạn dược trên thị trường quốc tế. Praha đang giữ vai trò đại diện cho nhiều đồng minh phương Tây điều phối việc mua đạn dược từ các công ty vũ khí ở các nước ngoài NATO nhưng đang phải cạnh tranh với Moscow. Michal Sternat, chủ sở hữu và chủ tịch của tập đoàn sản xuất vũ khí nội địa Czech (CSG) nói với Financial Times rằng khoảng 50% các bộ phận được công ty mua thay mặt cho chính phủ Séc ở những nơi như Châu Phi và Châu Á không đảm bảo chất lượng để gửi đến Ukraine nếu không xử lý thêm. Đối với một số loại đạn pháo, CSG buộc phải bổ sung các thành phần còn thiếu. CSG, nhà cung cấp đạn dược lớn nhất ở Trung Âu cho biết giá tăng và chất lượng kém khiến một nửa số đạn mà họ nhận được không thể gửi đến chiến trường Ukraine nhanh chóng như kế hoạch. Cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy giá tăng vọt đối với số lượng đạn pháo có hạn có thể mua bên ngoài các nước NATO vào thời điểm châu Âu không có đủ đạn dược hoặc năng lực sản xuất dự phòng. Chính phủ Séc đã yêu cầu CSG và các công ty quốc phòng nhỏ hơn khác của Séc làm trung gian và cung cấp đạn pháo từ các quốc gia ngoài EU. Ông Strnad cho biết, ông đang thảo luận riêng với chính quyền Kiev để bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất đạn dược ở Ukraine nhằm đưa CSG trở thành công ty quốc phòng EU đầu tiên sản xuất đạn pháo cỡ lớn ở Ukraine. Là một phần trong kế hoạch, CSG sẽ xây dựng một nhà máy ở Ukraine, một dây chuyền lắp ráp xe tải và một cơ sở bảo trì để xử lý vũ khí được giao cho Kiev. CSG sẽ chi vài trăm triệu euro để khởi động ba dự án sản xuất ở Ukraine và hy vọng đạt được thỏa thuận với Kiev trong năm nay. Người gây quỹ chế tạo thiết bị bay không người lái drone cho quân đội Ukraine, Sternenko, chia sẻ video quay bởi tổ vận hành drone 90 81 Apache thuộc tiểu đoàn không vận số 90 Ukraine. Video cho thấy drone trinh sát của lực lượng này phát hiện tổ hợp phòng không tầm ngắn 9K33 Osa của Nga di chuyển trên đường nên bám theo để giám sát. Xe phòng không này sau đó di chuyển tới khu nhà nằm giữa các dạng cây rồi tiến vào trong gara lực lượng Ukraine sau đó triển khai drone cảm tử tập kích mục tiêu. Chiếc drone đầu tiên bay vào gara, xong bị một cánh cửa sắt cản trở. Tổ vận hành không tìm cách lách qua, mà lao quả đạn thẳng vào cánh cửa, tạo ra chớp sáng màu cam, xong không có khói bốc lên, cho thấy đòn đánh không gây ra thiệt hại thật sự. Binh sĩ Ukraine tiếp tục điều thêm một drone FPV tấn công theo hướng cũ. Hình ảnh thu được từ drone cho thấy lối vào gara hầu như vẫn bị bịt kín, song cửa sắt đã bị hư hại nhẹ và để lộ một lỗ hổng phía bên trái tổ vận hành cố gắng lái quả đạn về hướng lỗ hồng, song video không cho thấy kết quả của đòn đánh lần này. Khi drone FPV thứ ba của Ukraine tiếp cận, cánh cửa sắt đã bị phá hủy. Drone luồn vào bên trong, đâm thẳng vào tổ hợp OSA, tạo ra vụ nổ lớn. Năm binh sĩ Nga, dường như là toàn bộ thành viên kiếp chiến đấu của tổ hợp phòng không OSA, vội thoát ra ngoài, không có ai trông có vẻ bị thương. Đoạn cuối video cho thấy, gara bốc cháy dữ dội và tuôn khói đen dày đặc. Ông Sternenko cho biết loạt đòn đánh của drone Ukraine đã thiêu dụi gara và phá hủy tổ hợp phòng không Osha. Đây không phải lần đầu tiên Ukraine triển khai máy bay không người lái tập kích khí tài hạng nặng Nga khi chúng được cất trong nhà kho. Trước đó, quân đội Nga đã mất nhiều thiết bị quân sự trị giá hàng triệu đô la Mỹ trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một nhà kho ở khu vực Donetsk. Tờ Newsweek đưa tin, cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hai xe tăng T-72 pháo phòng không S-60, một xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe địa hình Uran-4320 và một xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator. Theo báo cáo của Ukraine, cuộc tấn công do máy bay không người lái UAV FPV thực hiện tại một nhà kho của Nga ở làng Starominoka, khu vực Donetsk. Chính phủ Ukraine dự tính sẽ tư nhân hóa một loạt công ty để lấy tiền cho chi tiêu quân sự và ổn định nền kinh tế. Đối với một đất nước đang có xung đột, đây sẽ là một thách thức lớn. Bắt đầu từ mùa hè này, chính phủ Ukraine sẽ bán đấu giá khoảng 20 công ty nhà nước, bao gồm Hotel Ukraine, một khách sạn biểu tượng lâu đời ở thủ đô, một trung tâm mua sắm lớn ở Kiev, cùng một số công ty khai thác mỏ và hóa chất. Việc thúc đẩy tư nhân hóa có hai mục tiêu chính, đó là huy động tiền cho ngân sách nhà nước đang thiếu 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để chi tiêu quân sự và củng cố nền kinh tế đang suy yếu của Ukraine bằng cách thu hút đầu tư. Tuy nhiên, việc tư nhân hóa sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể đối với một quốc gia đang xảy ra xung đột. Ông Levgen Baranov, giám đốc điều hành công ty đầu tư Dragon Capital, có trụ sở tại Kiev nói rằng, Tư nhân hóa sẽ chỉ có hiệu quả nếu chính phủ đóng vai trò là người bán có trách nhiệm, có thể đưa ra sự đảm bảo và bồi thường cho những người mua tiềm năng. Nhận thức được việc các nhà đầu tư có thể ngần ngại do xung đột đang diễn ra, chính phủ Ukraine chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn là bán số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đây chỉ là một con số rất nhỏ so với các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mà các đồng minh phương Tây gửi cho Kiev các quan chức và chuyên gia Ukraine thừa nhận do những rủi ro trong xung đột, tài sản có thể sẽ chỉ bán được với giá thấp hơn so với trước thời điểm tháng 2 năm 2022, nhưng họ hy vọng việc tư nhân hóa sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tạo thêm việc làm và thu thuế cũng như mang lại nhiều đầu tư hơn. Đây là vấn đề cấp bách. Ông Michel Lukasenko tại Aqua, công ty luật tư vấn về tư nhân hóa ở Ukraine cho biết Nhà nước đang rất cần tiền, nếu không bán ngay bây giờ và kiếm tiền thì chẳng bao lâu nữa sẽ không còn gì để bán vì tài sản sẽ bị phá hủy hoặc bị chiếm giữ. Ông Vitaly Kovan, người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine cho biết, Quỹ Tài sản Nhà nước sẽ quảng bá việc tư nhân hóa tại một hội nghị ở Berlin của Đức trong tuần này, tập trung vào sự phục hồi của Ukraine. Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine hiện đang tiến hành phân loại để xác định doanh nghiệp nào nên được tư nhân hóa, thanh lý hoặc tiếp tục để nhà nước kiểm soát. Mục tiêu cuối cùng là chính phủ sẽ chỉ giữ nguyên quyền kiểm soát 100 công ty. Theo ông Kovan, Ukraine hiện không có đủ vũ khí để ngăn chặn các nhà máy của mình bị phá hủy hoặc chiếm giữ trong xung đột và cần nhanh chóng bán bớt tài sản để mua thêm đạn pháo và hệ thống phòng không. Hồi tháng 4, tên lửa của Nga đã phá hủy một nhà máy điện do Senchenko vận hành, một trong những công ty mà Ukraine hy vọng tư nhân hóa. Ông Baranov nói, hiện giờ Ukraine không có nhiều thứ để bán. Ngày 11 tháng 6, theo giờ địa phương, Ukraine đã ra mắt lực lượng hệ thống không người lái. Đây là một nhánh mới của quân đội Ukraine tập trung vào chiến tranh bằng thiết bị không người lái. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havriluk, với việc ra mắt lực lượng hệ thống không người lái, Ukraine trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại đã thành lập một lực lượng kiểu này và nó sẽ mang lại hy vọng cho việc hy vọng thành lập một liên minh liên quan với sự tham gia của nhiều quốc gia. Biểu tượng của lực lượng hệ thống không người lái là một con chim én sắt được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Một ngày trước đó, Đại tá Vadim Sukharevsky, 39 tuổi, đã được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái Ukraine. Thiết bị không người lái đã trở thành một phần công nghệ mới quan trọng của cả hai bên trong cuộc chiến nga-ukraina. Trong thời gian đầu, không quân ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái uav thương mại loại nhỏ như dji mavic để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và thả lựu đạn xuống mục tiêu. Sau đó, không quân ukraine chuyển sang sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv để tấn công người và phương tiện của đối phương ukraine đang cố gắng tăng sản lượng uav tầm xa tự chế tạo để không phụ thuộc vào vũ khí do phương tây viện trợ khi tập kích sâu vào lãnh thổ nga bên trong một nhà máy nằm ở phía tây ukraine hàng chục công nhân đang miệt mài lắp ráp một loại vũ khí đầy uy lực thiết bị bay không người lái tấn công tầm xa đối mặt với những thách thức trên chiến trường ukraine đang sử dụng thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công các lực lượng nga rẻ hơn và sẵn có hơn tên lửa hành trình thiết bị bay không người lái sản xuất trong nước cho phép Kiev vượt qua những hạn chế chính trị trong việc sử dụng vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Ukraine dự định sản xuất hàng loạt các loại robot chiến trường có khả năng hoạt động như vũ khí tấn công tự sát, tháp pháo điều khiển từ xa, thiết bị ra phá bom mìn cũng như phương tiện sơ tán binh sĩ trên tiền tuyến. Kiev tự tin rằng loại vũ khí này có thể tác động tới diễn biến của cuộc chiến. Mikhailo Fedorov, Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới và Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine thông báo trên Telegram rằng việc sản xuất hàng loạt nền tảng robot trên mặt đất bắt đầu ở Ukraine. Nhóm đơn vị phát triển công nghệ quân sự Brave 1 đã thử nghiệm hơn 50 hệ thống tại bãi tập. Tất cả các chức năng đã được xem xét. Ngoài ra, ông Artem Dektyarenko, phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết, những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea nhắm vào các tài sản quân sự của Nga trên và xung quanh Biển Đen bằng xuồng không người lái, tên lửa tầm xa được sản xuất trong nước. Ông Artem Dektyarenko cho biết CBB là thế hệ xuồng không người lái mới do các chuyên gia an ninh và quốc phòng phối hợp nghiên cứu và phát triển. Với phạm vi hoạt động lên đến hơn 1.000 km, xuồng không người lái CBB có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở hầu hết mọi địa điểm trên Biển Đen. Ngoài CBB, SBU cũng đang sử dụng một mẫu xuồng không người lái khác là MAMAI trong hai năm qua ukraine đã phát triển nhiều loại phương tiện không người lái trên không trên mặt đất và trên mặt nước khác nhau để giúp chống lại lực lượng nga khi nước này không có đủ vũ khí hạng nặng pháo binh và máy bay phản lực